Xin chào các em học sinh thân mến. Trong tiết học này thì cô trò chúng ta sẽ đến với một tỉnh thành nổi tiếng với dân ca quan họ, đó chính là tỉnh Bắc Ninh. Và đề thi tuyển sinh 9 vào 10 năm 2020-2021 có điều gì đặc biệt thì bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng quan sát tổng quát của đề thi tỉnh Bắc Ninh. Câu 1 chiếm số điểm là 3 điểm. Đây là một câu hỏi đọc hiểu. Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới. Và đây là cho chúng ta một đoạn thơ. Và ngữ liệu ở đây thế nào? Rất là quen thuộc, trích ở ngữ văn 9 tập 1, đúng không nào? Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng quan sát tới 4 câu hỏi ABCD. Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm nào và tác giả là ai? Đây là một câu hỏi nhận biết. Thường là câu hỏi này rất là dễ dàng cho 0 điểm. Ý B là trong đoạn thơ trên, quê hương của người lính được miêu tả qua những từ ngữ và hình ảnh nào? Rất dễ dàng rồi, khi mà đọc kỹ đoạn trích thì chúng ta cũng có thể tìm được ra quê hương của những người lính được miêu tả qua đoạn thơ trên, qua từ ngữ. Ý C, nêu ngắn gọn những cơ sở hình thành của tình đồng chí trong đoạn thơ trên. Rất là dễ dàng thôi, và đây là một câu thông hiểu. Và khi mà học mà về bài thơ Đồng Chí của tác giả Chính Hữu, đúng không nào? Nhớ lại chưa? Giờ cô cũng đã trả lời luôn cho câu A rồi. Ở đây, ngắn gọn cơ sở hình thành tình đồng chí đồng đội, khi mà chúng ta nắm chắc được những kiến thức cơ bản thì cũng có thể là giải quyết rất là nhanh chóng đối với câu C này. Còn câu D là nêu tác dụng của biện pháp tu từ hoán dụ và điệp từ được sử dụng trong các câu thơ Súng bên súng, đầu sát bên đầu. Thì lát nữa cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn. Đến câu số 2. Câu số 2, đề thi của tỉnh Bắc Ninh thì lại chia ra thành các câu chứ không chia ra thành các phần như đề thi của các tỉnh thành khác. Câu số 2 là chiếm số điểm 2 điểm. Anh chị hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 từ. Như vậy là đây là viết đoạn văn nghị luận về xã hội, trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải có tính tự lập đối với giới trẻ trong cuộc sống. Và vấn đề mà chúng ta cần đề cập tới ở đây đó chính là tính tự lập. Và tính tự lập là như thế nào? Tí nữa chúng ta sẽ đi tìm hiểu nhé. Chuyển sang câu số 3 là câu cuối cùng. Cảm nhận của anh chị với nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích sau. Nhân vật anh thanh niên nằm trong tác phẩm nào? Lặng lẽ Sa Pa của tác giả Nguyễn Thành Long được sáng tác năm 1970, đúng không nào? Rất là quen thuộc rồi, chúng ta đã phân tích rất rất là nhiều về nhân vật anh thanh niên này. Chính xác chưa? Đây là cho một đoạn trích phải chỉ rõ được về cái phẩm chất của nhân vật anh thanh niên được thể hiện ở trong đoạn trích này. Nào, cụ thể hơn thì bây giờ cô trò chúng ta sẽ trở lại câu số 1 để chữa đề thi tỉnh Bắc Ninh nhé. Câu số 1. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ đồng chí. Ở đấy, như vậy là cô đã đọc xong về hầu như là ở đây là mấy câu đầu tiên nhỉ? 7 câu đầu tiên nằm trong bài thơ Đồng Chí. Chính xác, đúng không nào? Câu A, đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm Đồng Chí, đúng không nào? Lưu ý là tác phẩm Đồng Chí thì chỉ có đồng viết hoa, chí không viết hoa nhá. Nhiều bạn quen tay thì viết hoa cả hai, Đồng Chí là sai. Tác giả ở đây đó chính là Chính Hữu. Được chưa nào? Chuyển sang câu B, trong đoạn thơ trên, quê hương của những người lính được miêu tả qua từ ngữ và hình ảnh nào? Ở đây là quê hương được biểu hiện qua từ ngữ nào? Qua hai câu thơ đầu, đúng không nào? Quê hương anh, nước mặn đồng chua, rồi gì nữa? Làng thì sao? Cày lên, đất cày lên, sỏi đá, rồi. Như vậy ở đây là quê hương của những người lính được miêu tả qua từ ngữ và hình ảnh. Nước mặn, đồng chua. Đây nói về vùng biển nhiễm phèn, rất là khó làm ăn canh tác, đúng không nào?
nước mặn đồng chua. Làng tôi nghèo, đất cày lên sỏi đá. Để chỉ vùng quê nghèo, khó là màn cảnh tác. Đất cày lên sỏi đá, ở đây là nói về vùng miền núi đúng không ạ? Miền biển này bị nhiễm phèn chua thì đối với nông nghiệp, núi nước thì có thể là sống được không? Núi nước thì chỉ phát triển ở những vùng nước ngọt thôi đúng không nào? Thế còn đất cày lên sỏi đá nói về vùng miền núi rất là khó khăn, khó làm ăn canh tác, trồng trọt chăn nuôi nữa đúng không nào? Rồi, IC nêu ngắn gọn những cơ sở hình thành tình đồng chí trong đoạn thơ trên. Như vậy là cả 7 câu thơ này, nội dung chính, nội dung bao quát nhất đó chính là cơ sở hình thành của tính đồng chí đúng không nào? Cơ sở hình thành tình đồng chí. Nào có những cơ sở nào, quan sát hai câu đầu. Hai câu đầu, quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá, như vậy là có cùng chung hoàn cảnh xuất thân. Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, đây là chung lý tưởng chiến đấu và gì, súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ, đồng chí như vậy là họ cùng chung hoàn cảnh chiến đấu, cùng phải chịu những gian khổ trong chiến tranh. Rồi, như vậy là cô giáo chúng ta sẽ trả lời nhé. Cơ sở hình thành tình đồng chí thứ nhất là họ cùng có chung hoàn cảnh xuất thân. Nói ngắn gọn thôi, còn nếu mà người ta không có chữ ngắn gọn thì mình có thể nêu thêm một chút là chung hoàn cảnh xuất thân đều là những vùng miền quê nghèo khó, khó làm ăn canh tác, đúng không? Nhưng ở đây chỉ cần nói ngắn gọn là chung hoàn cảnh xuất thân. Tiếp theo nào, chung lý tưởng chiến đấu. Nhớ cho thêm chủ ngữ nhé, họ hoặc là những người chiến sĩ vào đấy. Chung lý tưởng chiến đấu, ở đây là cô viết nhanh thôi. Và thứ ba là cùng chung hoàn cảnh khó khăn. Chung hoàn cảnh khó khăn. Và thấy được cái tình cảm của tình đồng chí, đồng đội, đó chính là cái sự sẻ chia, san sẻ với nhau, đúng không nào? Rồi. Ghi thêm cái sự sẻ chia vào nữa nhé, để cho cái nó hoàn chỉnh hơn thôi. Cô trò chúng ta sẽ chuyển sang câu D, câu cuối cùng của câu số 1 trong phần đọc hiểu. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ hoán dụ và điệp từ được sử dụng trong câu thơ súng bên súng, đầu sát bên đầu. Như vậy ở đây, em cần phải chỉ ra cho cô điệp từ là gì? Điệp từ là những từ nào được nhấn mạnh nhỉ? Đó chính là từ súng này. Tiếp theo là từ đầu, là rất là nhấn mạnh hai từ này, súng và đầu. Còn súng là biểu tượng cho chiến tranh, đúng không nào? Đầu ở đây nói về những người lính. Như vậy là nói về sự gian khổ của chiến tranh. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng thấy được cái tinh thần của những người lính. Tiếp theo, quán dụ là qua từ đầu. Đầu ở đây là để chỉ ai? À, những người lính.
những người lính đúng không, họ cùng nhau san sẻ này, chia sẻ tình cảm trong chiến tranh để có thể là vượt được qua những khó khăn khốc liệt của chiến trường. Nhớ là viết cho cô thành một đoạn văn nhé, một đoạn văn từ 3 cho tới 5 câu. Đầu tiên là phải chỉ ra, sau đó là phân tích cụ thể, được chưa? Và cuối cùng là nêu tác dụng khiến cho hình ảnh trở nên sinh động hơn, lôi cuốn hơn và câu thơ giàu hình ảnh hơn. Nhớ nhá. Rồi, cô trò chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2, đó chính là nghị luận về xã hội. Cô trò chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2. Anh chị hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải có tính tự lập đối với giới trẻ trong cuộc sống. Như vậy ở đây điều mà chúng ta cần quan tâm nhất đó chính là về tính tự lập, được chưa? Trước tiên thì cô trò chúng ta sẽ phân tích đề. Yêu cầu đầu tiên là về mặt hình thức. Hình thức ở đây là một đoạn văn, đúng không nào? Thứ hai là giới hạn khoảng 200 từ. Và về vấn đề nội dung là trình bày suy nghĩ sự cần thiết của tính tự lập. Chưa? Cụ thể bây giờ cô trò chúng ta sẽ đến với dàn ý chi tiết. Em cũng có thể là tự lên cho mình một cái dàn ý nhá, đừng quá phụ thuộc vào cô mà hãy tự lập cho mình một dàn ý, được chưa nào? Bây giờ đầu tiên là đến phần mở đoạn. Mở đoạn thì cần phải giới thiệu được tính tự lập. Rất là cần thiết trong đời sống hiện nay. Rất cần thiết trong đời sống ngày nay, đặc biệt là đối với đối tượng nào? Đặc biệt là đối với giới trẻ. Được chưa? Đó là phần mở đoạn. Chuyển sang phần thân đoạn. Bước 1 là các em phải giải thích cho cô. Giải thích tính tự lập là gì? Tự lập có nghĩa là tự làm chủ bản thân. Không dựa dẫm. Vào người khác. Chưa? Không dựa dẫm phụ thuộc vào người khác. Hai nhỏ. Chúng ta sẽ đến với phân tích và bình luận. Phân tích kết hợp, cô xin lỗi, chứng minh. Lấy cho cô dẫn chứng nhé. Nào, đối với phần phân tích này, các em phải chỉ ra vai trò của tính tự lập. Phân tích vai trò của tính tự lập. Tính tự lập giúp cho bản thân của mình như thế nào? À, có thể là chủ động trong mọi việc. Trong mọi việc này. Tính tự lập giúp chúng ta bản thân là không phụ thuộc vào bất kỳ người, bất cứ người nào. Không phụ thuộc vào bất cứ ai. Tính tự lập giúp chúng ta chủ động trong mọi việc, ví dụ như là
trong học tập, trong công việc, đúng không nào? À, tính tự lập thì chúng ta sẽ không phụ thuộc vào một ai hết, không phụ thuộc vào bất cứ ai, chưa? Và tính tự lập rất là cần thiết, đặc biệt là đối với con người hiện nay trong cuộc sống hiện đại này. Ngày xưa thì trước kia thì chúng ta thấy là đối với những người phụ nữ thì phụ thuộc vào ai? Phụ thuộc vào những người đàn ông, phụ thuộc vào lễ nghi phong kiến. Ở đây chúng ta thấy là tiêu biểu là ai nhỉ? À, Vũ Nương trong chuyện Người con gái Nam Xương đã phụ thuộc vào người chồng của mình, đó chính là Trương Sinh, đúng không? Lúc nào cũng phải giữ mực, khuôn phép và luôn theo đi đúng cái quy tắc, cái chuẩn mực của đạo đức xã hội trong phong kiến. Như vậy đấy là phụ thuộc. Còn bây giờ là tự lập, tính tự lập của con người được thể hiện một cách rất là rõ ràng, rành mạch, đúng không nào? Con người có thể tự chủ này, tự chủ bản thân mình, đó sẽ quyết định được cuộc đời mình. Được chưa? Và có cách nhìn toàn diện hơn, cách nhìn bao quát hơn. Ở đây cô nói tại sao ví dụ như là một số bạn lại phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ, đúng không? Ngay cả khi trưởng thành rồi vẫn phụ thuộc vào bố mẹ mình, bố mẹ vẫn chu cấp cho tiền này, cho mọi thứ, đúng không nào? Như vậy là đó một điều không tốt nhá. Về sau là chúng ta cũng phải dần tách bố mẹ ra, thế nên là tính tự lập phải được rèn luyện từ nhỏ. Từ khi mà chúng ta mới sinh ra ấy, thì bố mẹ cũng đã phải tự tạo cho chúng ta một tính tự lập rồi, tự lập trong học tập không cần phải ai nhắc nhở, chủ động trong công việc, tự lập trong công việc, đúng không nào? Đó là điều rất là cần thiết trong xã hội hiện nay. Được chưa? Đặc biệt là đối với các bạn giới trẻ. Đó là chúng ta sẽ nêu cho cô một số vai trò của tính tự lập. Bên cạnh đó, nếu mà chúng ta có tính tự lập thì sẽ giúp cho chúng ta có nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Chưa? Ok, bây giờ cô trò chúng ta sẽ đến với ba nhỏ bàn luận. Trước tiên, phải khẳng định cho cô, tính tự lập là rất cần thiết, đúng không nào? Khẳng định nhá. Cần thiết và cực kỳ quan trọng, đúng không? Nếu mà chúng ta có được tính tự lập, khi sống ở môi trường nào chúng ta cũng có thể sống tốt, không bị lệ thuộc vào ai. Phê phán một số người lệ thuộc này, hoặc là có tính ỷ lại đó, vân vân. Và cuối cùng là bài học. Bài học ở đây là rút ra đối với xã hội và rút ra đối với bản thân. Cuối cùng là kết đoạn, là các em có thể là tự kết đoạn nhé, khẳng định vấn đề hoặc là mở rộng vấn đề hoặc như thế nào đấy thì tùy chúng ta. Kết bài ngắn gọn trong vòng một câu cho cô thôi nhé, hoặc là đưa ra một số khẩu hiệu tốt đẹp để giúp mỗi bản thân mỗi con người có tính tự lập hơn. Nào, như vậy là cô trò chúng ta đã chữa xong câu số 2, chuyển sang câu số 3. Đến với câu hỏi số 3, chuyển số điểm là 5 điểm, câu số 1 là 3 điểm, câu số 2 là 2 điểm, cộng lại là 5 điểm, và câu số 3 này 5 điểm, là tổng số điểm là 10 điểm. Cảm nhận của anh chị về nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích sau, và ở đây là đưa cho chúng ta một đoạn trích có nghĩa là quan sát ở đây là lời tâm sự của ai? Đó chính là lời tâm sự của anh thanh niên đối với ông họa sĩ và cô kỹ sư, đúng không nào? Như vậy là lời tâm sự của anh thanh niên này rất là chân thật. Đó, khi mà chúng ta đọc, chúng ta cảm nhận được cái sự chân thật ở trong đấy. Được chưa? Điều đầu tiên là các em cần phải triển khai cho cô thành một bài văn. Nhớ nhá, là thành một bài văn chứ không phải là một đoạn văn. Đây là câu nghị luận về văn học.
Thế nên là chúng ta sẽ triển khai thành một bài văn cụ thể, đặc biệt là đối với câu số 3 chiếm số điểm là 5 điểm. Và đồng thời ở đây người ta cũng không yêu cầu chúng ta viết đoạn, đúng không nào? Thế nên hãy trình bày cho cô thành một bài văn nhé. Kỹ năng làm bài đó là trước hết là phải xác định cho cô viết đoạn hay viết bài. Như vậy, bố cục của một bài văn gồm có 3 phần, đúng không nào? Gồm có mở bài, thân bài và kết bài. Nó tạo nên một bố cục của một bài văn rất là chặt chẽ, cũng giống như một lời giới thiệu. Khi mà chúng ta có một bài phát biểu hoặc một lời giới thiệu thì chúng ta cũng cần phải có chào hỏi, nội dung bài phát biểu cuối cùng là lời chào hoặc là kính chúc, đúng không nào? Như vậy, cụ thể ở đây là chúng ta sẽ triển khai thành một bài văn. Trước tiên là đối với phần mở bài, ngắn gọn nhất là các em có thể giới thiệu cho cô về tác giả, tác phẩm. Đấy là mở bài trực tiếp. Còn cách mở bài gián tiếp thì tùy nhá, nhưng vẫn phải làm sao tôn được lên nhân vật anh thanh niên xuất hiện ở trong tác phẩm này. Thế nào? Đến phần thân bài thì bước đầu tiên là chúng ta cần phải khái quát. Khái quát ở đây làm nhiệm vụ gì? Khái quát về tác giả, về hoàn cảnh ra đời, khái quát về các nhân vật. Được chưa? Rồi, sau đó là chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ, đó chính là phân tích kết hợp với chứng minh. Và cụ thể hơn, phân tích cho cô về những nét tính cách của nhân vật anh thanh niên. Những nét tính cách của anh thanh niên được thể hiện rõ nhất trong đoạn trích này là tính cách nào? Thì chúng ta hãy viết sâu về tính cách đó, về phẩm chất đó, được chưa? Chứ không là chúng ta sẽ viết lan giải, nhớ nhá, chỉ thể hiện tính cách của nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích này thôi. Nhưng về những các phẩm chất, các tính cách kia thì chúng ta cũng cần nói sơ sơ qua một chút, chứ không được phép là bỏ qua, lược qua. Một số bạn thì lại đi trọng tâm ngay vào cái nét tính cách được thể hiện trong đoạn này. Nhớ nhá, là chúng ta cần phải đi cả các nét tính cách khác nữa, chứ không chỉ tập trung vào một điểm. Chưa nào? Rồi, ở đây bước thứ hai là chúng ta sẽ cùng phân tích kết hợp với chứng minh. Nhưng điều đầu tiên là phải giới thiệu về nhân vật anh thanh niên, đúng không nào? Giới thiệu về công việc của anh thanh niên, đó chính là đo khí tượng, thủy văn, đo gió, đo mưa, đo nắng. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao. Vấn đề thứ hai đó chính là gì? Anh thanh niên với độ tuổi 27 tuổi là một độ tuổi rất là trẻ, làm nhiệm vụ trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2.600 m, đúng không nào? Nhưng mà ở đây cô nhấn mạnh thêm một chút, anh thanh niên mong muốn mình làm việc ở độ cao 3.000 m và đó mới gọi là cái nơi làm việc lý tưởng của anh. Như vậy ở đây chúng ta thấy là anh thanh niên luôn luôn có sự cầu tiến, đúng không? Không chấp nhận nó là chỉ làm đối với công việc ở độ cao 2.600 m mà phải là độ cao 3.000, đó mới chính là điều mà anh thanh niên mong muốn. Điều đó là rất là lý tưởng đối với một thanh niên trẻ, đặc biệt là nói về sự cống hiến thầm lặng của một nhân vật ở đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với nêu về các nét tính cách của nhân vật anh thanh niên, là một người yêu công việc này, có trách nhiệm với công việc này. Tiếp theo là một người khiêm tốn, là một người biết quan tâm người khác, đúng không nào? Rồi sống rất là khoa học, ngăn nắp, chúng ta có thể liệt kê một chút. Và đó đều là những phẩm chất cao quý, đều là những phẩm chất tốt đẹp của một con người, đúng không? Rồi, ở đây chúng ta sẽ quan sát vào cái đoạn trích này, và cái phẩm chất nào của nhân vật anh thanh niên được thể hiện rõ nhất qua đoạn trích này? Đây là những tâm sự của nhân vật anh thanh niên nhé. Ở đây này, có yêu nghề, đúng không? Và đặc biệt là rất khao khát được trò chuyện với mọi người. Như vậy là quý trọng đối với mọi người, đúng không nào? Yêu nghề được thể hiện qua câu nào nhỉ các em? Đây này, công việc của cháu gian khổ như thế đấy. Đây là sự chia sẻ rất là thật lòng. Gian khổ thế đấy, nhưng mà cất nó đi thì cháu buồn đến chết mất, đúng không nào? Nói về cái trách nhiệm của anh thanh niên nữa. Như vậy ở đây là yêu nghề, đức tính yêu nghề nghiệp. Còn nào, tiếp nào.
Đây này. Và khi làm việc ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được, đúng không? Có nghĩa là anh mặc dù là sống một mình thôi, nhưng mà anh không hề cảm thấy là cô đơn. Bởi vì sao? Bởi vì anh có công việc là người bạn của mình rồi. Thế nên là anh muốn sống với một tinh thần lạc quan, đúng không? Rồi, đây nhá. Đấy, cháu tự nói với cháu thế đấy. Bác lái xe đi về Lai Châu cứ ở đây là nói về khao khát được gặp mọi người, có tấm lòng yêu thương đối với mọi người, đúng không nào? Rồi, tiếp nào. Nói tới thèm người. Thèm người ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là thèm được giao tiếp đối với mọi người, giao tiếp với bác lái xe, giao tiếp với mọi người từ dưới xuôi, xuôi lên, đúng không nào? Đó, đó là đức tính gì của anh thanh niên nhỉ? Muốn được giao lưu đối với mọi người gọi là đức tính gì? Rất biết yêu thương, quý trọng mọi người. Đặc biệt là khi mà bác lái xe giới thiệu mọi người là đây là anh thanh niên sống ở trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2.600 mét, đúng không? Và trong qua cái cuộc trò chuyện thế, anh thanh niên luôn ám ảnh về thời gian, đúng không nào? Luôn nhắc về thời gian, có nghĩa là gì? Nếu mà thời gian ngắn thì anh chỉ được gặp mọi người ít phút thôi, nhưng mà thời gian dài anh có thể là trò chuyện trao đổi với mọi người nhiều hơn. Nhưng mà cuộc trò chuyện gặp gỡ này chỉ trong khoảng thời gian là 30 phút, đúng không nào? Thế nên là anh tính từng phút một, tính từng giây một để có thể là trò chuyện đối với mọi người, đúng không nào? Như vậy là đây các em cần phải làm rõ cho cô đức tính yêu nghề, lạc quan và thứ ba đó chính là yêu thương quý trọng mọi người. Chúng ta thấy rằng là đối với đức tính khiêm tốn thì được thể hiện rõ nhất qua chi tiết nào? Nếu ở đây thì không thể hiện đức tính khiêm tốn rõ qua chi tiết nào, đúng không? Không có xuất hiện ở trong đoạn trích này. Nhưng mà đức tính khiêm tốn được thể hiện ở đâu nhỉ các em? Đó chính là qua chi tiết mà ông họa sĩ muốn ngỏ ý vẽ anh thanh niên, nhưng mà anh thanh niên không nhận lời, đúng không nào? Nhưng mà ở đây là chúng ta cần phải làm rõ nổi bật cho cô được ba tính cách của anh thanh niên. Độ thứ nhất đó chính là yêu nghề, trách nhiệm. Yêu nghề. Đối với đức tính yêu nghề thì ở đây chúng ta thấy rằng là dù có công việc có gian khổ như thế nào thì anh thanh niên vẫn quyết tâm đến cùng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và anh đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình chưa? Thứ nhất là đã phục vụ được cho nông nghiệp, cho mọi người, nông dân cấy cày. Và thứ hai là trong chiến tranh anh đã phát hiện ra một đám mây khô, đó chính là đã giúp cho quân ta chiến thắng. Như vậy là anh thanh niên yêu nghề, yêu thương quý trọng mọi người. Là một người có tinh thần lạc quan nữa. Đó, chúng ta làm sáng tỏ về ba ý này. Nhớ nhé, nhấn mạnh vào ba ý. Ba ý trên, những cái đức tính kia thì chúng ta có thể nêu sơ qua một chút thôi. Nhưng mà đối với ba ý này thì chúng ta nhấn mạnh nhất vào cho cô. Xong, phần 2 nhỏ là phần phân tích kết hợp với chứng minh. Chứng minh thì chúng ta có thể là trích ra một số câu nhé, cho vào ngoặc kép. Đó, trích ra một số câu văn cho vào ngoặc kép. Đến phần 3 nhỏ đó chính là phần đánh giá về nội dung và nghệ thuật. Nghệ thuật ở đây thì chúng ta thấy là cuộc trò chuyện nó như thế nào? Nó có gần gũi không? Đúng không? Và từ ngữ hình ảnh thế nào? Có trau chuốt không? Có trong sáng không? Chưa? Đó là một. Nhưng mà đối với phần số 3 đánh giá về nội dung và nghệ thuật thì các em có thể là dựa vào phần ghi nhớ để chúng ta có thể là triển khai thành một đoạn văn cụ thể. Và cuối cùng thì đến với phần 4 nhỏ là phần liên hệ và mở rộng. Và đối với tác phẩm này thì chúng ta có thể liên hệ đối với liên văn bản đi, với tác phẩm Mùa Xuân Nho Nhỏ của tác giả Thành Hải, cũng nói về sự cống hiến tự nguyện rất là chân thành của tác giả góp phần vào cuộc đời chung để cuộc sống có ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn, làm cho đất nước phát triển hơn, dù đó chính là cống hiến thầm lặng thôi, đúng không nào? Và đây, tại sao mà
chỉ nói tới nhân vật anh thanh niên mà không nói rõ tên ABC là gì, mà chỉ nói chung chung là anh thanh niên, là sử dụng những danh từ chung chứ không phải là danh từ riêng. Danh từ riêng là tên gọi, nhưng mà ở đây anh thanh niên đại diện cho cả một thế hệ trẻ, đúng không? Thế nên là chúng ta cũng cần phải học tập và noi theo tấm gương của anh thanh niên, đúng không nào? Đó là các em cần phải liên hệ mở rộng ra một chút nhé. Và cuối cùng là đến với phần kết bài, thì nêu ngắn gọn cái cảm nghĩ, cái suy nghĩ của mình về tác phẩm thôi. Như vậy là trên đây thì cô trò chúng ta đã chữa xong đề thi của tỉnh Bắc Ninh, đề thi tuyển sinh tiến vào 2020-2021, và nội dung kiến thức ở đây thì chúng ta thấy là có xuất hiện hai tác phẩm ngữ liệu rất là quen thuộc rồi. Thứ nhất là bài thơ Đồng Chí của tác giả Chính Hữu, và thứ hai là tác phẩm Văn Xuôi Lặng Lẽ Sa Pa của tác giả Nguyễn Thành Long. Đó, hai tác phẩm này đều nằm trong kỳ 1, nên là chúng ta cũng cần phải chú ý cho cô nhé. Thứ nhất là phải học thuộc thơ, học thật kỹ nội dung. Và đối với các tác phẩm văn xuôi này thì phải quan tâm cho cô nhân vật, lưu ý cho cô. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em trong những giờ học tiếp theo.